Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo nóng vụ cưỡng chế, dỡ nhầm luôn nhà hàng xóm. Kinh tế đô thị, vụ thi hành cưỡng chế, dỡ nhầm luôn nhà hàng xóm ở Cà Mau mà báo Kinh tế và Đô thị phản ánh đã có thêm nhiều diễn biến mới. Liên quan vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có công văn chỉ đạo hỏa tốc xử lý vụ việc. Tỉnh chỉ đạo nóng, dư luận quan tâm. Ngày 5 tháng 4, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt đã có công văn hỏa tốc số 2277/UBND-NC gửi đến UBND thành phố Cà Mau về việc rà soát, xử lý việc cưỡng chế công trình vi phạm trật tự đối với ông Chiêm Buôn Cột. Đây là vụ việc liên quan đến vụ thi hành cưỡng chế, dỡ nhầm luôn nhà hàng xóm. Mà báo Kinh tế và Đô thị đã phản ánh ngày 21 tháng 3 năm 2023. Theo công văn hỏa tốc trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau chỉ đạo bộ phận chức năng rà soát, có giải pháp xử lý dứt điểm vụ việc, đồng thời tổ chức xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân có liên quan nếu có vi phạm. Như báo Kinh tế và Đô thị thông tin, trước đó, UBND phường 5 phát hiện công trình xây dựng không đúng quy định nên chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Cột. Trên cơ sở đề xuất của địa phương, phòng quản lý đô thị, Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chủ đầu tư là ông Cột. Do tổ chức xây dựng công trình nhà ở đô thị không có giấy phép vào ngày 8 tháng 9 năm 2017. Ngoài ra, ông Cột còn bị buộc phải ngừng thi công và tháo dỡ phần công trình vi phạm. Tại thời điểm lập biên bản, UBND phường 5 không thể hiện vị trí, diện tích công trình vi phạm mà chỉ mô tả kết cấu. Sau này, ông Cột đã nộp phạt nhưng không khắc phục trả lại hiện trạng. Công an tỉnh xác minh đơn tố giác. Liên quan vụ việc ông Nguyễn Chí Nguyện, ngụ khóm 4, phường 5, thành phố Cà Mau, chủ căn nhà hàng xóm, có đơn tố giác tội phạm vì bị tháo dỡ mà không có quyết định cưỡng chế. Công an tỉnh Cà Mau đã mời một số người liên quan lấy lời khai xác minh. Chiều 5 tháng 4, thông tin với báo Kinh tế và Đô thị cho biết đã được công an tỉnh mời làm việc liên quan đến đơn tố giác của ông về vụ đoàn cưỡng chế tháo dỡ nhà mà không có quyết định của cơ quan thẩm quyền. Ông cho biết, qua làm việc, ông đã được giải thích và chốt lại mức thiệt hại tài sản do bị dỡ nhà vô cớ là 200 triệu đồng. Trước đó, trong đơn tố giác, ông ghi hơn 500 triệu đồng vì tính luôn phần giá trị tôn tạo nền nhà. Công an nói cái đó còn nguyên nên ông trừ ra. Qua làm việc, tôi đã xác nhận với cơ quan công an về việc hôm đó gia đình đã can ngăn như thế nào khi bị dỡ nhà nhầm. Ai đã nói gì với tôi ra sao như trong đơn, ông Nguyễn nói. Trước đó, ông Chiêm Buôn Cột, người bị cưỡng chế tháo dỡ nhà có quyết định cưỡng chế cho biết cũng đã được công an tỉnh mời làm việc về dự vụ cưỡng chế dỡ luôn. Nhà của ông Nguyện, hiện ông Cột cho biết thêm đã gửi đơn xin khôi phục lại nhà cũ theo hiện trạng trước khi sửa nhà bị lập biên bản vi phạm. Về lý do xin khôi phục nhà cũ nát trước kia, ông Cột nói, năm 2017, do nhà cũ xuống cấp quá nên tôi có sửa chữa và bị phạt là xây dựng không phép. Nếu tôi không sửa thì đâu có bị cảnh hôm nay. Nhưng tôi vốn là có nhà, nay xin khôi phục lại nhà cũ để buôn bán. Diễn biến liên quan mới nhất. Thông tin với phóng viên, ông Bùi Tứ Hải, Phó chương trình UBND thành phố Cà Mau cho biết, thành phố sẽ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các cá nhân, tổ chức trong việc tổ chức cưỡng chế hành vi vi phạm hành chính của ông Chiêm Buôn Cột. Liên quan vụ việc này, thành phố hiện đang có biên bản làm việc giữa ông Cột và đoàn cưỡng chế. Theo biên bản, ngày hôm cưỡng chế, ông Chiêm Buôn Cột đã ký biên bản vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3 năm 2023. Có nội dung đề nghị tự tháo dỡ, nhưng do gia đình không có lực lượng thực hiện nên nhờ lực lượng của phòng quản lý đô thị hỗ trợ tạo điều kiện cho ông Cột tự tháo dỡ. Tuy nhiên, theo ông Cột, lúc ký vào biên bản là vào lúc khoảng 13 đến 14 giờ ngày 13 tháng 3, chứ không phải lúc 8 giờ 30 phút sáng. Chuyện có sao thì tôi nói vậy. Đoàn cưỡng chế đã dỡ nhà ông Nguyện bất chấp lời can ngăn của tôi và cháu ruột ông Nguyện. Tôi cũng khẳng định tôi không mượn đoàn cưỡng chế dỡ nhà ông Nguyện. Việc ký vào biên bản xin tự tháo dỡ nhờ lực lượng cưỡng chế tháo dỡ dùm đã là diễn ra sau khi cưỡng chế sắp hoàn thành, ông Cột nói. Căn nhà trên, tôi đã ở đó hơn 30 năm rồi. Tôi sẽ không rút đơn tố giác tội phạm mà tiếp tục theo đuổi vụ việc tới cùng để cơ quan chức năng xử lý. Ai sai ở đâu, phải để pháp luật xử lý đến đó, ông Nguyện nhấn mạnh với phóng viên.